Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình iGov Canra Shipper nè các bạn. Thì ở chương trình iGov này mình sẽ nhận được 10 token Canra của khoảng 20 đô nha các bạn. Và token này đã list trên sàn Pancake Swap và OneIn nha các bạn. Thì chương trình iGov này nó sẽ phân phối vào ngày 8 tháng 7 nha các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video, mình mở link form ra. Và nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh group nha các bạn. Rồi trên kênh Telegram của nó bạn xôn xào các bạn. Để em coi có lướt cấp tra gì không các bạn. Sau khi các bạn xôn kênh group xong thì các bạn trở lại các bạn. Các bạn mở link form lại nha các bạn. Các bạn xôn tiếp kênh trailer nha các bạn. Rồi các bạn xôn tiếp kênh trailer nha các bạn. Các bạn chờ mình xôn cho chút xíu các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter like và pinbot tăng 3 người bạn. Các bạn nhấp vào tờ Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nè các bạn like nè các bạn trích dẫn với bài viết đã ghim nha các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Điều khoản mà đã đăng nhập mạng mới qua chủ động xử lý sao. Ush. Sau khi các bạn tweet xong các bạn trở về một link form nè các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Ảnh Nhân Quỳnh 5.99.1.com. Tiếp tục show name thì các bạn ghi họ và tên của mình nha tất cả các bạn. Quỳnh Giang Anh. Các bạn lưu ý nha bạn. Các bạn không được chuyển qua tiếng Việt nha tất cả các bạn. Các bạn phải chuyển qua tiếng Anh nha tất cả các bạn. Dự án này nó có lộn không biết các bạn. Mình mới điền địa chỉ email và nó kêu điền địa chỉ email đó các bạn. Thì các bạn điền địa chỉ email của mình luôn nha các bạn. Dù email address là địa chỉ email của bạn nè bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn mở Telegram của mình ra nè các bạn. Trên Telegram thì các bạn mở Telegram bấm vào ba chuột bên cùng nè bạn. Các bạn bấm vào setting nè các bạn. Thì tất cả các bạn gặp username Telegram mình nè các bạn. Cộng anh 1133 nè các bạn. Rồi các bạn trả về inform mình. Các bạn điền vào đây nha tất cả các bạn. Cộng anh 1133. Rồi tiếp tục thì cái username Twitter của mình thì các bạn mở Twitter của mình ra thì sẽ thấy Twitter mình các bạn. A cộng win vnnh9. Tiếp tục refer username này thì các bạn refer username thì các bạn điền cho mình a cộng anh 1133 nhé các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain Best20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nè các bạn. Tất cả các bạn copy địa chỉ Smart Chain của mình nè các bạn. Rồi các bạn chạy về cái link form các bạn dán vô đây nha tất cả các bạn. Rồi xong các bạn muốn gọi là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận token Canra. Trên đây cũng kết thúc. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.